Con xin kính chào cộng đoàn, các bệnh nhân rất thân mến. Con xin được đọc cho cộng đoàn nghe suy niệm ngày thứ 5, 13 tháng 7 năm 2023. Với câu lời Chúa chủ đề dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người phong khủy được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Matthew chương 10 từ câu 7 đến câu 8. Một, lời Chúa trong tin mừng hôm nay là những chỉ dẫn về những điều người được sai đi rao giảng tin mừng phải có. Công việc sẽ làm, chữa bệnh và trừ quỷ. Tinh thần phải có, đó là phải quảng đại, phục vụ. Thái độ phải giữ, đừng quá bận tâm đến những phương tiện vật chất. Mục đích phải đạt tới đem bình an đến cho những người mình gặp gỡ. Như vậy người môn đệ phải có một tinh thần hoàn toàn phó thác. Sự quan phòng đặc biệt của Thiên Chúa đòi hỏi người môn đệ phải trung thành trong sứ mệnh được trao, mà không gì tách rời họ khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Họ phải nhìn bông huệ trắng ngần và bầy chim trời nhởn nhơ mà đọc kinh lạy Cha, xin bánh hàng ngày. Họ phải nhớ rằng Thiên Chúa Cha biết tất cả những gì cần cho đời họ. Họ phải kiên trì và vâng lời tới cùng để có thể nói được lạy Cha, con phó linh hồn con. Người rao giảng tin mừng cũng phải luôn quảng đại phục vụ. Lý do các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Như vậy làm tông đồ là một bổn phận công bình. Tôi đã lãnh nhận rất nhiều từ Chúa và giáo hội, cho nên tôi cũng phải biết cho đi. Một hôm có một vị bá tước đến cho Thánh Gioan Thiên Chúa số tiền là 25 đồng vàng để giúp những người nghèo khổ. Ngay chiều hôm ấy, ông ta giả dạng đến xin thánh nhân bố thí. Thánh Gioan Thiên Chúa động lòng thương, liền lấy 25 đồng vàng đem cho người ấy kèm với những lời khích lệ an ủi. Ngày hôm sau, vị bá tước đích thân đến thú nhận tất cả với thánh nhân và xin lỗi vì đã thử lòng ngài. Khi giã từ, ông ta còn tặng thêm 150 đồng vàng, tiền vàng nữa, ngoài số 25 đồng ông xin hoàn lại. Từ đó cứ mỗi tuần ông lại gửi tới bệnh viện của thánh nhân một số tiền lớn, một số thuốc men, lương thực và quần áo để thánh nhân giúp đỡ những người nghèo. Ngạn ngữ Ấn Độ có câu, tất cả những gì chúng ta cống hiến cho tha nhân sẽ không bao giờ mất. Quên mình để cống hiến cho tha nhân mỗi ngày một nhiều hơn thì sẽ không bao giờ thua lỗ mất mát, mà sẽ được lớn lên mỗi ngày vì sự triển nở và trưởng thành của bản thân sẽ dần dần được tăng lên với mức độ và khả năng tự hiến. Những ai càng quên mình, càng tự nguyện hy sinh thì lại càng tràn, đầy tràn, giàu có. Thiên Chúa cứ theo nhịp độ xả thân của họ mà trải rộng tình thương và làm cho họ lớn lên mãi để họ lại càng cống hiến nhiều hơn nữa cho nhân loại. Những người biết quên mình vì nước trời, vì mọi người là những bản nhạc thơm, những khúc hoan ca làm đẹp lòng Thiên Chúa. Còn những gì đẹp hơn, những quả tim luôn mở rộng đón tiếp mọi người. Đời họ là những khúc ca hùng tráng, từ đất thấp vọng đến trời cao, làm cho địa cầu vốn cằn cỗi âm u vì tham lam và ích kỷ sẽ nở mùa hoa dịu ngọt của những cuộc đời tận hiến mà Thiên Chúa sẽ biến thành một tế phẩm kỳ bí của tình yêu. Hai, mục đích của sự trao ban đó là đem bình an và niềm vui đến cho những người được trao ban và cũng như chính người trao ban. Roberto, người Argentina, tên tuổi nổi tiếng nhất trong bộ môn côn cầu, sau khi thắng trận đấu và nhận được một tấm ngân phiếu tiền thưởng, anh tươi cười bước vào phòng thay quần áo và chuẩn bị ra về. Giữa đường, một người thiếu phụ chặn anh lại chúc mừng và kể lể về đứa con đang phải nằm bệnh viện trong cơn ngặt nghèo và bà không có tiền để trả viện phí. Xúc động về câu chuyện đứa trẻ bất hạnh ấy, anh đã ký tên vào tấm ngân phiếu tiền thưởng và trao cho người thiếu phụ. Một tuần sau, một người bạn cho anh biết người đàn bà đó là kẻ lường gạt. Bà ta không hề có gia đình, cũng không có con cái gì, và cũng chẳng hề có đứa bé nào hấp hối trong bệnh viện cả. Roberto hỏi lại, anh bảo là không có một đứa bé nào hấp hối trong bệnh viện phải không? Đó chính là tin vui lớn nhất mà tôi nhận được trong tuần này. Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo ý Chúa, làm chân tay cho người què cụt, làm đôi mắt cho ai phải đuôi mù, làm lỗ tai cho những người bị điếc, làm miệng lưỡi cho người không nói được, làm tiếng kêu cho người chịu bất công.
Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đồng lúa để đem cơm cho người đói đang chờ, và đem nước cho người họng đang khô, đem thuốc thang cho người đang đau ốm, đem quần áo cho người đang trần trụi, đem mền đắp cho người đang rét run. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả, cho mọi người được hạnh phúc yên vui. Còn phần con xin gửi hết nơi Ngài, là Thiên Chúa, tình yêu và lẽ sống của con. Amen. Kính thưa cộng đoàn, anh em đã được cho không thì cũng hãy cho không như vậy. Đó là lời rao giảng. Chúng ta không chỉ rao giảng trên môi miệng mà chúng ta còn thực hành. Vì thế gia đình của chúng ta cố gắng thực thi lòng bác ái mỗi tháng một lần. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.